Hello cả nhà yêu, Hello. Lại là Vàng đây. Chiều hôm nay dì hai của Vàng có nhờ Vàng trông em bé Emily. Vì dì có việc đột xuất mà không dẫn Emily theo được á. Chăm sóc người khác là sở trường của Vàng mà. Vàng chăm ba anh mỗi ngày, việc gì khó để Vàng lo cho nha. Chào Emily, hôm nay chị Vàng sẽ chăm sóc cho em nha. Dì hai nói Emily đang đói bụng. Để Vàng đọc giấy nốt của dì hai xem dì hai nói gì nè. Súp là món ăn mà Emily yêu thích. Giờ thì đổ vào bát nha. Sau đó dùng thìa để khuấy bột nào. Để chị hát cho em nghe nha. Baby shark doo 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 doo, baby shark doo 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 doo, baby shark doo 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 doo, baby shark. Xong rồi nè. Rồi, hả họng ra. Nhàm nhàm nhàm. Tiếp nè. Ngon không? Nhai từ từ thôi nha, coi chừng mắc nghẹn đó. Uống miếng sữa cho trôi rồi mình ăn tiếp hen. La 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 la. Coi cái mặt bà enjoy ghê kìa trời. Rồi rồi, đã chưa nè. Ăn tiếp cho hết cái tô này nha. Bỏ uổng á. Nhầm nhầm nhầm. Thấy nó ăn mà tôi đói bụng quá. Nhầm nhầm nhầm. Một miếng cuối nha. Wow, trộm vía Emily ăn giỏi quá à. Giờ uống nước tráng miệng hen. Nè chị Vàng đút cho. Chừng nào không thích uống nữa thì la lên nha. Ok, no rồi đúng không nè? Thành công. Ăn no và chơi vui vẻ rồi. Giờ phải tắm cho Emily thôi. Đây có vẻ là một công đoạn hơi khó nhằn đấy. Không sao, Vàng sẽ cố gắng hết sức. Đầu tiên hãy mở vòi nước. Ok, làm ướt tóc của Emily trước. Emily rất thích chơi bóng dưới nước. Lấy bóng cho bé chơi nha. Xong rồi xoa xà phòng cho bé nè. Xoa để tạo bọt trên da mềm mịn của bé nha. Em muốn chơi con vịt này hả? Để chị Vàng lấy cho nha. Tiếp theo giúp bé gội đầu nè. Gội xong thì mình xả nước liền cho bé nha. Trộm vía Emily rất thích nước. Chắc cùng sông ngư hay là mình thủy đúng không nè? Tối rồi, em bé buồn ngủ rồi. Chắc mẹ Emily sắp về rồi á. Để chị Vàng dọn phòng với chuẩn bị cho em ngủ nha. Đầu tiên lau người cho bé nè. Tiếp tục đọc giấy nốt của dì hai xem sao nè. Dùng kem bôi lên phần da của bé đang bị ngứa. Chai màu vàng này đúng không Emily? Bôi lên những điểm này nè. Sau đó xoa đều kem. Emily muốn chơi đũa thần hả? Ok, để chị Vàng lấy cho nha. Hí, thích dữ rồi hen. Tiếp theo sử dụng thêm phấn để da em bé được mịn màng nè. Cũng là để vào các điểm này luôn nha. Sau đó xoa đều phấn nè. Xong rồi mặc áo ngủ cho Emily liền, không thôi bé lạnh. Wow, dễ thương quá. Lấy thêm gấu bông cho bé ngủ cho ấm áp hơn nè. Đừng quên đắp chăn cho bé nha.
Tuyệt vời, bé Emily chắc chắn sẽ có một giấc ngủ rất ngon. Hello, sáng nay dì hai rủ Vàng qua nhà để chuẩn bị đi chơi cùng gia đình nè. Emily mới dậy nên dì hai nhờ Vàng giúp Emily trang điểm và lựa đồ á. Biểu cảm chu che cho nó đáng yêu nè. Tóc hả? Chọn tóc nào đây ta? Tóc này dễ thương nè, nhưng Vàng thích màu nâu, để chọn màu nâu nha. Đây rồi, tiếp theo là cái đầm nha. Này đi cho giống công chúa sang chảnh nè. Công chúa thì phải đội vương miện chứ. Giày nè, giày đỏ đi hen. Cho Emily cầm cái gì đây ta? Cây này đi cho giống cây huyền trượng. Đồ chơi nè. Y chọn được nhiều cái luôn hả? Tất nhiên là Vàng chọn hết rồi. Đó, đầy đủ rồi đó. Giờ thì Vàng với gia đình Emily chuẩn bị đi chơi đây. Xin chào các bạn nhỏ.